Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 103, quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập, cơ sở giáo dục tiểu học tư thục, trường mẫu giáo mầm non SOS, trường tiểu học Herman Reminer trong hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam. Nghị quyết nêu rõ hỗ trợ một lần với hai mức 3.700.000 đồng một người và 2.200.000 đồng một người.